Nếu không thể học cách kiếm ra tiền ngay cả khi bạn đang ngủ, rất có thể bạn sẽ phải làm việc cho đến hết đời. Warren Buffett nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là nguồn thu nhập không yêu cầu bạn phải làm việc trực tiếp. Nguồn thu nhập này đến từ việc bạn sở hữu tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, hoặc từ việc kinh doanh thụ động, chẳng hạn như kinh doanh nhượng quyền thương mại, kinh doanh tự động. Khi có nguồn thu nhập thụ động, bạn sẽ không phải làm việc toàn thời gian để kiếm tiền. Bạn sẽ có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gia đình. Ngược lại, nếu bạn không có nguồn thu nhập thụ động, bạn sẽ phải làm việc toàn thời gian để kiếm tiền. Điều này có nghĩa là bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình cho công việc và bạn sẽ không có thời gian để cho những thứ khác. Câu nói của Warren Buffett cũng nhắc nhở chúng ta rằng việc tạo ra một nguồn thu nhập thụ động không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Bạn cần phải học hỏi và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Dưới đây là một số cách để bạn có thể tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Đầu tư vào các tài sản, chẳng hạn như trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản. Kinh doanh thụ động, chẳng hạn như nhượng quyền thương mại, kinh doanh tự động. Tạo ra các sản phẩm hay dịch vụ tự động hóa. Tạo ra các nguồn thu nhập từ bản quyền hay là phí thành viên. Nếu bạn muốn có một cuộc sống tự do về tài chính, bạn phải học cách tạo ra nguồn thu nhập thụ động ngay hôm nay. Nguyên tắc số 1, không bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc số 2, không được quên nguyên tắc số 1. Đây là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Warren Buffett. Câu nói nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ vốn trong đầu tư. Trên thị trường chứng khoán, việc mất tiền là việc hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tuy nhiên, các nhà đầu tư giỏi là những người có thể giảm thiểu rủi ro thua lỗ và bảo vệ được vốn của mình. Có một số cách để bảo vệ vốn trong đầu tư các bạn có thể tham khảo. Chọn đúng cổ phiếu. Các nhà đầu tư cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng các công ty trước khi mà mua cổ phiếu của họ. Họ nên tìm kiếm những công ty có nền tảng tài chính vững chắc, có lợi thế cạnh tranh bền vững và được quản lý bởi đội ngũ lãnh đạo có năng lực. Mua với một mức giá hợp lý. Các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị thực của chúng. Điều này giúp cho họ có thể giảm thiểu rủi ro thua lỗ nếu giá cổ phiếu giảm. Nắm giữ trong dài hạn. Đầu tư là một trò chơi dài hạn. Các nhà đầu tư cần phải có sự kiên nhẫn chờ đợi khoản đầu tư của họ sinh lời. Câu nói của Warren Buffett nhắc nhở các nhà đầu tư rằng bảo vệ vốn luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất trong đầu tư. Nếu bạn bảo vệ được vốn của mình, bạn sẽ có nhiều cơ hội đầu tư thành công. Để hiểu rõ hơn về câu nói của Warren Buffett, chúng ta chia nó ra làm hai thành phần. Nguyên tắc số 1, không bao giờ để mất tiền. Đây là một nguyên tắc quan trọng nhất trong đầu tư. Nếu bạn mất tiền, bạn sẽ không thể kiếm lại được. Vì vậy, các nhà đầu tư phải hết sức cẩn thận để tránh thua lỗ. Nguyên tắc số 2, không được quên nguyên tắc số 1. Nguyên tắc số 1 đã rất quan trọng rồi, nhưng nó cũng rất dễ bị quên. Khi thị trường tăng giá, các nhà đầu tư rất dễ bị cuốn theo cơn sốt và quên mất rằng họ cần phải bảo vệ vốn của mình. Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải luôn ghi nhớ nguyên tắc số 1, ngay cả khi thị trường tăng giá. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm giàu. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và chỉ tham lam khi người khác sợ hãi. Câu nói của Warren Buffett là một trong những lời khuyên nổi tiếng nhất của ông dành cho các nhà đầu tư. Câu nói nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi ngược lại với đám đông trong đầu tư. Khi thị trường đang trong giai đoạn tăng giá, mọi người cảm thấy lạc quan và tham lam. Họ mua cổ phiếu với giá cao, khiến đến cổ phiếu bị đẩy lên cao hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thị trường đang ở mức giá cao hơn giá trị thực của nó. Thị trường có thể bị đẩy lên bởi tâm lý đám đông và giá cổ phiếu có thể giảm xuống trong tương lai. Ngược lại, khi thị trường đang trong giai đoạn giảm giá, mọi người cảm thấy sợ hãi và bán tháo cổ phiếu của mình. Điều này khiến cho giá cổ phiếu giảm xuống thấp hơn giá trị thực của chúng. Đây là thời điểm mà các nhà đầu tư có thể mua được những cổ phiếu tốt với giá hời. Câu nói của Warren Buffett dựa trên nguyên tắc đầu tư giá trị. Theo đó, các nhà đầu tư tập trung vào các cổ phiếu của các công ty tốt với mức giá thấp. Khi thị trường đang trong giai đoạn giảm giá,
các nhà đầu tư giá trị có tìm thấy cơ hội để mua các món hàng với giá hời. Đây là một số lưu ý cho các nhà đầu tư khi áp dụng nguyên tắc của Warren Buffett. Chỉ mua các cổ phiếu của các công ty tốt có nền tảng vững chắc. Mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị thực của chúng. Nắm giữ trong dài hạn để tận hưởng lợi nhuận từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Với những lưu ý này, các nhà đầu tư có thể tăng thêm cơ hội thành công trong đầu tư. Nếu bạn mua những thứ mà bạn không cần tới, thì sớm muộn gì bạn cũng phải bán đi những thứ mà bạn cần. Warren Buffett nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Khi chúng ta mua những thứ mà chúng ta không cần, chúng ta đang tiêu tiền vào những thứ không có giá trị cho chúng ta. Chúng ta đang lãng phí tiền bạc của mình và chúng ta đang làm cho tài chính của mình trở nên khó khăn hơn. Tiền bạc là một nguồn tài nguyên quý giá. Chúng ta nên sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan và tiết kiệm. Nó cho những thứ mà chúng ta cần. Nếu chúng ta mua những thứ mà chúng ta không cần, chúng ta sẽ sớm cạn kiệt tiền bạc của mình. Khi điều đó xảy ra, chúng ta phải bán đi những thứ mà chúng ta cần để trang trải chi phí. Câu nói của Warren Buffett cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta rằng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mua bất kỳ thứ gì. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng chúng ta thật sự cần cái thứ đó và chúng ta sẵn sàng chi tiền cho thứ đó. Dưới đây là một số cái lời khuyên giúp các bạn có thể tiết kiệm và chi tiêu hợp lý hơn. Lập ngân sách và bám sát ngân sách đó. Tiết kiệm một phần thu nhập của bạn mỗi tháng. Tìm cách giảm các cái chi phí không cần thiết. Suy nghĩ thật kỹ trước khi mua bất kỳ cái thứ gì. Nếu mà bạn có thể áp dụng các lời khuyên này, bạn sẽ tiết kiệm được tiền bạc và cải thiện tình hình tài chính của mình. Tôi không nhất thiết phải vượt qua một hàng rào cao tới 2 mét. Thay vào đó, tôi chỉ tìm kiếm một hàng rào cao 30cm rồi vượt qua nó. Warren Buffett muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm các cơ hội phù hợp với khả năng của bản thân. Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp phải các thách thức và khó khăn cực lớn. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải cố gắng vượt qua tất cả các thách thức và khó khăn đó các bạn. Chúng ta có thể tìm cách để giảm thiểu rủi ro, tập trung vào những cơ hội mà chúng ta có khả năng thành công cao hơn. Nếu chúng ta cố gắng vượt qua các thách thức quá lớn, chúng ta có thể thất bại và bị tổn thương. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và động lực phía trong của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta có thể tìm kiếm các cơ hội phù hợp với khả năng của bản thân hơn. Chúng ta có thể học hỏi, trau dồi các kỹ năng của mình để vượt qua các thách thức đó. Nói của Warren Buffett cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta không nên so sánh bản thân mình với bất kỳ ai. Mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Chúng ta nên tập trung vào sự phát triển của bản thân và đạt được mục tiêu của mình. Dưới đây là một số lời khuyên chúc các bạn tìm kiếm các cơ hội phù hợp với khả năng của bản thân. Hãy xác định rõ mục tiêu của bạn là gì. Đánh giá kỹ năng và khả năng của bản thân. Tìm kiếm các cơ hội phù hợp với các mục tiêu và khả năng của bạn. Đừng ngại học hỏi và trau dồi các kiến thức của mình. Nếu bạn có thể áp dụng các lời khuyên này, bạn có thể tìm kiếm được các cơ hội phù hợp và thành công trong cuộc sống.